Tập 1. Thời kỳ Thượng Hải bị chiếm đóng thành một hòn đảo biệt lập. Kiểm tra. Mau mở ra. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Vận chuyển gạo đến rồi. Mọi người mau đến lấy đi. Vận chuyển gạo đến rồi. Thì ra là tôi vẫn còn sống. Còn phải cảm ơn ân đức của người Nhật Bản nữa. Màn thầu đây. Màn thầu mới ra lò đây. Bán màn thầu đây. Màn thầu nóng hổi đây. Bán màn thầu. Màn thầu nóng hổi mới ra lò đây. Bán màn thầu. Vào trong đó lâu như vậy rồi, cũng không biết tên giặc giật đó có bị bắt hay không nữa. Lâu vậy rồi mà không có chút động tĩnh nào. Tôi thấy 8 phần là được rồi. Lấy dây trói. Trói, trói ở đâu? Anh trói tôi lại rồi quăng xuống dưới. Anh đừng có quậy nữa. Lần đầu tiên trộm đồ tôi sợ lắm. Trộm đồ của người Nhật Bản không gọi là trộm. 68 69 70 71 72 73 Thật hoàn hảo, thật thoải mái. Nhìn đi, tôi đã nói rồi mà. Cái gì mà sư phụ tốt nhất? Rất tốt. Anh là thật. Có thể bắt đầu rồi. Đưa khăn nóng lên cho bọn họ. Đắp một lát còn thoải mái hơn. Được. Đứng lại. Cô đi đâu đó? Hút điếu thuốc không được hay sao? Cô hút thuốc. Quấy bị nghiện thuốc nặng.
chỗ chúng tôi không thể đi lung tung. Vậy tôi vào nhà vệ sinh hút thuốc. Ra rồi, ra rồi. Mau lên, mau lên. Níp níp đang bò lên kìa. Anh nhìn xem. Tôi không dám nhìn. Dọa chết tôi rồi. Tôi thấy em gái của anh gan còn lớn hơn anh đó. Còn không phải do đi theo tên viên to gan anh hay sao? Cứ thế này làm sao mà gả đi được chứ? Sao có thể chứ? Em gái anh tốt như vậy, sao mà không gả được? Anh cảm thấy nó tốt hay sao? Được, vậy anh cưới nó đi. Cậu bé thích anh lắm đó. Được rồi, được rồi. Được gì mà được, quăng dây đi. Phải rồi, phải rồi. Bảy mươi ba dao đó của anh làm gì để hút thuốc mà lâu như vậy chứ? Anh hù chết em rồi. Thật không hổ là viên to gan. Được rồi, anh nói hai anh em và em sao mà nói chuyện giống nhau như vậy chứ? Vậy có phải là anh ấy lại nói em không gả đi được hay không? Em xem chuyện này cũng nói y chang. Sao mà em không gả đi được chứ? Em ngoại trừ cái này cà lăm một chút ra thì cũng rất tốt mà. Em nhất định là sẽ gả đi được. Được, không phải, em gả mà. Em cứ nắm anh mãi làm gì chứ? Cầm đi. Không phải tôi mới nói với anh hay sao chứ? Cô ấy bị nghiện thuốc nặng mà. Nghiện thuốc nặng. Nhưng tôi thấy ngón tay của cô ấy không có ngón nào bị thuốc hung vàng hết. Thật ra cô ấy, phải rồi, sao mà ngón tay của cô ấy không bị thuốc hung vàng gì? Ngu ngốc. Tôi hỏi anh đấy. Đi, đưa tôi đi tìm cô ta. Tôi còn chưa làm xong mà. Mau lên, mau lên. Thái quân tôi. Mau lên. Gọi cô ta ra đây. Níp níp, cô hút thuốc xong chưa? Vào trong. Thái quân, đây là nhà vệ sinh nữ mà. Ngu ngốc, đi vô.
Chạy vào nhà vệ sinh nữ. Anh giỡn trò lưu manh hả? Anh có tin tôi đi nói với Thái Quân hay không? Để anh ấy bắt anh đi cho chó ăn. Không phải tôi muốn vào đây, là Thái Quân bắt tôi vào đấy. Sao cửa hàng tây này còn có chó vậy? Phòng trộm cướp. Hai chúng ta là trộm cướp đó. Vậy đến đây rồi là một bước cũng không thể đi sao? Ai nói phải đi chứ? Vậy là sao để nó không sủa? Thái Quân, anh có thể đừng có đem sở thích của các anh ra dạy cho anh ấy được không? Cái gì? Thái Quân, hay là tôi cắt tóc cho anh trước nha? Tôi không cắt nữa. Một tiếng đồng hồ phải cắt xong tóc cho ông ấy. Dùng rượu làm nó say. Cái này là nước tiểu của hổ. Nước tiểu? Chó mà ngửi thấy nước tiểu hổ là rén ngay, ngủ mất tiêu, phải không? Nào, nào, đối khăn. Rất tốt. Cầm lấy. Vừa nãy không có đánh chết người kia chứ? Không có chết, ngất đi thôi. Vậy còn được được. Chứ không thì anh soái lại mắng tôi. Anh ấy còn mắng cô hay sao? Kiếm học phí cho em trai của anh ấy. Dọa tôi lúc nãy xém chút tè ra quần luôn rồi. Vậy thì anh đừng có đến. Tôi không phải chỉ muốn bảo vệ cô hay sao? Được. Vậy thì anh giải quyết tên giám đốc kia đi. Hắn ta có súng. Phát tài rồi. Giải quyết được tiền đóng học phí rồi. Giám đốc. Chuẩn bị. Chuẩn bị cho anh xong hết rồi. Anh có thể về rồi. Có vấn đề gì không? Không có. Giám đốc à, cái kia, vậy tôi tìm anh cho mượn lửa đi. Cảm ơn. Ngầu. Nào đứng lên. Cô ấy không phải nói anh ngầu. Cô ấy là nói vàng đó. Làm gì thế?
em, thả em xuống. Thật, thật sự coi em là anh em với anh hay sao? Em biết là anh có ý gì mà. Anh sợ em ở lại đây bị lính Nhật bắt. Anh thật sự lo lắng cho em thế sao? Còn phải lo cho em, ai cũng không được. Ở đây mà bị lính Nhật bắt là tiêu đời đó. Vậy anh ở lại bị lính Nhật bắt, em vẫn lo lắng cho anh. Em nói tào lao cái gì vậy? Mau chóng qua đó đi. Anh là đại ca, đại ca nhất định phải đi cuối cùng, hiểu chưa? Em coi em kìa, lắm lời làm gì, mau đi. Này này, được rồi, em biết. Còn hét nữa tôi bắn cô đấy. Hết chưa? Nhiều thế này sao? Được rồi, thành công rồi. Tới hôm nay mặc dù có nguy hiểm, cho dù nói thế nào, gạo coi như đến tay chúng ta rồi. Phải rồi, ngày mai đến chợ đen, đem số gạo này bán lấy tiền. Trước tiên phải giải quyết bằng tốt nghiệp của em trai anh. Số tiền còn lại toàn bộ dùng để xây lại tiệm cắt tóc hoa hồng đỏ. Số gạo lớn thế này cũng không đủ để xây lại tiệm cắt tóc hoa hồng đỏ đâu. Vậy còn lại bao nhiêu? Còn bao nhiêu thì tính bấy nhiêu đi. Không đủ, để sau này giải quyết. Đồng Phúc, thuyền của Hoàng sư phụ đâu? Phải ha, Đồng Phúc, thuyền đâu? Anh, này này, sao thuyền còn chưa đến chứ? Xin lỗi, anh quay lại đây. Quay lại. Sao vậy? Thuyền của Hoàng sư phụ đâu? Nói rõ coi. Tối nay trước khi chúng ta tập hợp, tôi quá căng thẳng. Tôi trước giờ chưa từng trộm đồ. Tôi quên nhận dò chuyện này. Với Hoàng lái thuyền mất rồi. Tiền vẫn còn ở trên người tôi. Này, tôi chưa đưa anh ấy. Càng nói càng tìm không ra vậy ta. Khưu Thu, anh gọi tôi làm gì chứ? Tôi cũng không có ở trong giày anh mà. Anh Soái, tôi biết rồi. Cả đêm nay tôi với anh vừa trèo tường, vừa học theo hổ. Cuối cùng còn từ tòa nhà 2 tầng trượt qua kia. Tiền đó chắc là mất rồi. Đồng Phúc, tôi bây giờ có ý này. Bây giờ anh còn có ý kiến gì? Chúng ta đưa số gạo này về lại cho người Nhật đi. Đưa. Anh đừng có quậy nữa. Cái này không phải gạo. Đây là cái gì thế? Đây không phải thức ăn của bảo hội hay sao? Anh còn biết chữ Tây hả? Có ký hiệu của bảo hội phía trên kìa. Thức ăn của bảo hội các anh, tại sao lại dùng túi đựng gạo của người Nhật để đựng chứ? Đồng Phúc à, mở ra xem. Được. Cái này là thứ gì thế? Cái này không phải thuốc viện sao?
nhiều thuốc phiện như vậy, chúng ta xử lý thế nào đây? Cái gì làm sao xử lý? Nhiều thuốc phiện như thế này còn đáng giá hơn anh đi trộm bao nhiêu đây gạo nữa đó. Bán số thuốc phiện này đi, đừng nói là một tấm bằng tốt nghiệp, mười mấy tấm bằng tốt nghiệp cũng không thành vấn đề nữa. Số tiền còn lại vẫn dùng để xây lại tiệm cắt tóc của Niếp Biếp. Như vậy là phạm tội đấy. Cho dù không xây tiệm cắt tóc, tiền này cũng không được tiêu. Đồng Phúc, anh nói như vậy là không coi chuyện của em gái anh ra cái gì hết. Nhưng mà tôi không giống như thế. Niếp Niếp muốn làm gì tôi làm thế đấy. Tôi biết anh không thích cái nghề cắt tóc này. Anh thích kéo xe. Vì Niếp Niếp, tôi có chảy vào dầu sôi lửa bỏng, tuyệt đối cũng không từ. Lên núi đào xuống biển lửa, đưa sân bái chút anh đài, khu thu, anh sao cũng được. Tâm ý của anh, em xin nhận. Nhưng mà dùng số thuốc phiện này đổi tiền, em không cần. Vậy em không cần thì phải làm sao? Em không cần, anh Soái cũng cần. Anh Soái còn phải làm bằng tốt nghiệp cho em anh ấy. Cũng không thể ném số thuốc phiện này xuống biển được. Cái gì chứ? Em nói ném thuốc phiện xuống dưới biển. Đồng Phúc, ném xuống biển đi. Được. Không phải, không được ném. Anh Soái à, không được ném đâu. Em nói không được ném. Phải rồi, khoan, đừng ném. Lấy giấy bút ra, ghi hết số ký hiệu trên đống thuốc phiện này lại. Nói xem, tối nay gạo thì không trộm được, còn gây họa cho thuốc phiện của người ta. Gây họa? Cái này sao mà gọi là gây họa chứ? Cái này có phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Có bao nhiêu cũng nên ném hết xuống biển đi. Soái, anh Soái à, vậy chúng ta phải làm sao đây? Còn tiếp tục quay về trộm gạo nữa hay không? Còn trộm? Lần này chúng ta gặp đại họa rồi. Ngu ngốc. Một đám ngu ngốc. Dân dân, vừa nãy mới kiểm kê lại, ngoại trừ số thuốc phiện giả gạo kia, không mất thứ gì khác nữa. Xem đám người này tính chống đối rất cao. Có phải Tân tướng quân làm hay không chứ? Cái gì? Nếu như là Tân tướng quân, các người có thể sống đến bây giờ hay sao? Xuống hết đi cho tôi. Dân, trong nhà mất một ít nguyên liệu, có phải nhị gia cho người đến lấy đi hay không? Cả ngày nay tôi ở cạnh nhị gia, chắc là không có cho người đến. Vậy vở kịch ngày mai có diễn hay không? Diễn chứ, nhớ mua vé nha. Viên Soái, vừa hay, anh đấy giúp đôi cái đống này đến cho kho thức ăn gia súc đi. Tôi bị đau bụng, cảm ơn nha. Mới đến mấy ngày mà học làm biến rồi hay sao? Anh ơi, em làm gì thế? Đang xem gì thế? Quái đơn nhập hàng em xem làm gì? Không phải anh nói với em rồi hay sao? Không có chuyện gì thì đừng có đến đây tìm anh. Làm thế ăn này rất phân biệt đối xử. Nếu anh ta biết anh em làm gì ở đây, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của em ở mã hội sau này đó. Hiểu không? Anh đừng có nhắc đến mã hội nữa. Không có bằng tốt nghiệp, bến Thượng Hải này không có cửa hàng Tây nào chịu nhận em đâu. Hay là em đi thương lượng với trường học xem. Em cứ lấy bằng tốt nghiệp ra trước, chờ em kiếm được công việc rồi sẽ trả bằng tốt nghiệp để về. Sau này chờ khi có tiền rồi chúng ta lại mua ra được không? Em sớm đã nói với hiệu trưởng rồi, người ta không có đồng ý.
Người ta nói vốn dĩ để em trong số sinh viên tốt nghiệp lần này đứng hạng nhất, cho nên thư thả cho em một tháng. Nhưng mà còn hai ngày nữa là đến hạn rồi. Nếu như tiền còn chưa gom đủ, em có lẽ cả đời này cũng không được cầm tấm bằng tốt nghiệp nữa. Thực ra anh, em bây giờ có chút không cam tâm. Anh biết không, anh xem, em cố gắng mười mấy năm, năm nào cũng được hạng nhất hết, cuối cùng vì một tờ giấy mà lại quay về con số 0. Anh à, không sao không sao. Thực ra hôm nay em đến là để cảm ơn anh. Tối hôm qua anh đã giúp em chứng thực chứng cứ Lâm Thế An buôn thuốc phiện. Em nói cái gì vậy? Em bị giờ đâu mà nói Lâm Thế An buôn thuốc phiện? Đừng nói linh tinh nghe chưa. Vậy tối hôm qua anh đừng nói nữa. Không phải. Anh làm gì thế? Anh còn đang muốn hỏi em làm gì đấy. Ai nói chuyện này cho em biết vậy? Thu Thu, anh ấy nói hết rồi. Anh nghe em nói nè. Gần đây em phát hiện ra, chỉ cần Mã Hội nhập thức ăn gia súc, vậy Mã Hội nhất định sẽ mở thưởng thật lớn. Hơn nữa, người trúng thưởng toàn là những kỵ sĩ mới. Cộng thêm việc tối hôm qua anh phát hiện ra, em suy đoán trong chuyện này nhất định. Anh nghe em nói đi. Em nói nhỏ chút được không? Trong này nhất định là Lâm Thế An giở trò quỷ. Anh ta nhất định đưa số thuốc phiện đó bán cho những kỵ sĩ có tỷ lệ trúng thưởng cao. Anh nghĩ thử coi, thương hội cũng có quy định bất thành văn, chỉ cần tố cáo người buôn thuốc phiện và hút thuốc phiện thì sẽ được tiền thưởng. Mà hơn nữa tiền thưởng cũng không ít. Vậy em có phải cũng được số tiền thưởng kia hay không? Vậy bằng tốt nghiệp không phải, đúng không? Em muốn đi tố cáo? Em điên rồi hay sao? Anh nói cho em biết, Diên giả, bắt đầu từ hôm nay em quên hết toàn bộ những chuyện mà em nghe được và nhìn thấy đi cho anh. Không phải, muốn đi tố cáo để kiếm tiền. Tiền còn chưa kiếm được mà bạn thì mất rồi. Em có biết hay không? Viên soái, quản đốc hối thức ăn gia súc kìa. Được rồi, tôi biết rồi. Em nhớ kỹ đó. Nhà chúng ta mười mấy năm nay khổ ải gì cũng qua hết rồi. Bây giờ chỉ có trông cậy vào em thôi. Thuận lợi vào được Mã Hội làm chính thức, nhà chúng ta ngày tháng sau này có hy vọng rồi. Để mẹ hưởng phúc có được hay không? Chuyện tiền bạc để anh nghĩ cách cho. Nhớ hay chưa? Hôm nay cũng đủ nóng rồi, mua chút gì đó uống đi. Được rồi, anh đi làm nha. Tiên sinh, mua thuốc không? Anh làm gì thế? Cứu mạng! Giết người rồi! Giết người rồi! Thôi bỏ đi, để cho hắn ta đi đi. Cút! Cảm ơn đại gia. Đây là hàng của người Nhật. Trong tôi giới không có người tiếp ứng. Người Nhật không dám tự mình đến mai phục. Tôi điều tra rồi, không có người của chúng ta. Anh chắc chắn như vậy?
Mau lên, mau. Hôm nay kỹ sư hình như đều là người mới. Một phần đi với đại tiểu thư đến Hồng Kông, một phần đang được nghỉ, tạm thời mời về phần số. Ai làm gì? Giám đốc Lâm. Điều tra rồi, thật sự giống như trong thư. Xem ra người tố cáo là người trong nội bộ của chúng ta. Người tố cáo có để lại số tài khoản ở ngân hàng Pháp. Tôi nghĩ tôi có thể tìm được người này. Tìm người này làm gì? Đáng ta im miệng. Dù sao Lâm Thế An cũng là con rể tương lai của ông. Ông già tôi đây còn chưa rời khỏi Thượng Hải. Cái mặt già này coi như ném xuống sông Hoàng Phổ rồi. Nên trừng phạt nó như thế nào? Ném xuống sông. Trần Trụ, đứng lại. Chú Kiệt, không phải, hai anh em các cậu làm gì thế? Ra tay nặng quá vậy. Chú Kiệt, nhỡ có hai sợi lông ngựa thôi, không đến mức đó chứ. Làm gì thế này? Cậu có một người em tên là Diên Giả. Chú biết nó rồi hay sao? Ở chỗ chúng ta thực tập. Người văn hóa có đi học. Ở trường học thi gì cũng được hạng nhất. Nhưng mà cậu ta cũng là người đầu tiên dám viết thư gửi cho quan tiên sinh để tố cáo con rể của ông ấy. Diên Giả tố cáo con rể quan tiên sinh. Không thể nào chú Kiệt à. Chú quan tâm chút chuyện nhỏ này làm gì? Nhất định là làm rồi. Nó không có cái gan đó đâu. Cái này không phải là nhầm chứ? Cái này, thằng nhóc xui xẻo này. Chú Kiệt, chú cứ coi như là con nít đánh rắm tôi đi. Đừng để ý tới nó nữa được không? Tôi về nhà sẽ dạy lại nó. Nhưng mà quan tiên sinh thì tin rồi. Thật sao? Chú Kiệt à, thế này đi, tôi đảm bảo chuyện này Diên Giả sẽ không nói cho người thứ hai biết. Tôi bây giờ về nhà đánh nó một trận. Cậu đảm bảo thế này không an toàn. Chú Kiệt à, tôi xin chú, thằng nhóc này không hiểu chuyện. Chú dù sao cũng đừng ra tay với nó chứ chú Kiệt. Được, cũng rất bảo vệ cậu ta. Tôi cho cậu một ý này, có thể cứu được em trai của cậu, cũng có thể có được số tiền này. Cậu có chút chuyện tốt nữa đó. Nghe nói cậu cưỡi ngựa không tệ. Cậu tham gia trận đấu cuối cùng ngày hôm nay đi. Thi đấu hả? Thi đấu sao mà tôi thi được? Tôi là văn ngựa chứ không phải là kỹ sư. Sao mà tôi thi? Sao vậy? Không muốn cứu em trai, không muốn kiếm tiền nữa rồi. Không phải. Thực ra là thế này chú Kiệt, chỗ chúng tôi cũng có quy tắc. Nếu tôi thi đấu nhất định phải được sư phụ của tôi đồng ý. Sư phụ của tôi còn chưa lên tiếng, hơn nữa tôi còn chưa học thành nghề nữa. Tôi không thi đấu được đâu, đây là quy tắc. Được rồi. Những năm nay người trẻ tuổi có đạo nghĩa, biết nói chuyện quy tắc giống như cậu quá ít. Vậy được, tôi không miễn cưỡng cậu nữa. Nhưng mà em trai của cậu sau này xảy ra bất cứ vấn đề gì, cậu đừng có tìm tôi nha. Đó là do bản thân của cậu từ bỏ cơ hội cứu em cậu, bao gồm cả tiền thưởng nữa. Chú Kiệt, chú Kiệt, chú đừng mà. Không phải đâu chú Kiệt, chú nói phải những lời chứ. Chỉ cần tôi thi đấu, chú sẽ không truy cứu chuyện của em trai tôi nữa, còn cho tôi tiền thưởng. Quan tiên sinh nói chuyện có khi nào không giữ lời đâu. Tôi làm. Còn một chuyện nữa, nhất định phải được hạng nhất. Chạy.
Chú Kiệt, chạy thì được, khi chạy được hạng mấy thì tôi không chắc đâu nha. Được hạng nhất mới có tiền thưởng. Có người mua mấy ngàn đồng xổ số Champion Grand Slam. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn. Nếu như Champion Grand Slam này không trúng thì mình thắng chắc. Nếu trúng thì mình thua. Cơ nghiệp nhà họ Quan chúng tôi có thể có được ngày hôm nay là dựa vào mọi người. Có công sức của mọi người liều chết liều sống mấy năm nay bỏ ra, chúng ta mới được những ngày tháng như ngày hôm nay. Đáng tiếc lưỡi dao của bọn Nhật Bản sắp sửa giáng xuống đầu chúng ta. Tôi chuẩn bị dời đến Hồng Kông. Lúc tôi không có ở đây, chuyện làm ăn của nhà họ Quan sẽ do con rể của tôi Lâm Thế An quản lý. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ cho nó. Nhất định mà. Cảm ơn. Chúng tôi khi nào được uống rượu mừng thế? Khi nào thì kết hôn? Phải rồi, khi nào thế? Quan tiên sinh nói chờ quan sản từ Hồng Kông về rồi làm. Khi nào làm tiệc rượu đừng quên nói với chúng tôi một tiếng, chúng tôi nhất định đến đó. Cảm ơn, cảm ơn. Mặc dù tôi không có ở đây, nhưng mà quy tắc của tôi vẫn không đổi. Chúng ta là ban hội thu tiền bảo hộ, cho vay nặng lãi, sông bạc, thanh lâu đều có thể làm. Nhưng mà chỉ có những thứ đó thôi. Tuyệt đối không buôn thuốc phiện. Quan tiên sinh, chúng tôi tuyệt đối không buôn thuốc phiện. Tuyệt đối không buôn thuốc phiện đâu. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà nếu như có người lỡ tay đụng vào, nói cho tôi, thẳng thắn với tôi, tôi sẽ tha thứ. Đầu đua rồi. Làm bẩn tay rồi, nhưng mà không sao, rửa chút là sạch ngay thôi. Gần đây hình như sắc mặt của cậu không tốt, hai ngày nay không nghỉ ngơi đủ. Có phải quá nhiều tâm sự hay không? Có chuyện gì cần tôi giúp hay không chứ? Dạ không cần đâu Quan tiên sinh. Con cũng nên dựa vào thực lực của con làm nên chút thành tích. Cậu không trúng được đâu. Vận may cũng nên tìm đến con rồi chứ. Cậu phải nhớ kỹ, vận may đụng trúng cũng rất dễ đụng gãy eo đấy. Tiểu Toàn Phong, nếu hôm nay mày chạy được hạng nhất, ta sẽ tăng thêm đồ ăn cho mày. Lát về sẽ cho mày ăn cà rốt. Cố lên. Mau, mau lên. Mau, mau lên. Mau lên. Mau. Đứng lên. Mau. Đứng lên. Ai bảo các người chạy theo thứ tự ngày hôm nay chứ? Không có ai, thật sự không có ai hết. Chú Kỳ gà, không có ai đâu.
Đừng đánh nữa. Tôi nói anh. Anh quất ngựa của anh đi. Anh quất tôi làm gì? Đi. Mắt trọng tài mù rồi hay sao? Người số 8 phạm quy nghiêm trọng, mau chóng hủy bỏ tư cách dự thi. Quên mất tôi nói gì với cậu rồi hay sao? Trước khi cuộc thi kết thúc thì chuyện gì cũng có khả năng. Cậu có thể bắt đầu lại từ đầu. Có chuyện gì muốn nói với tôi không?